Khoa Quản trị Kinh doanh được thành lập tháng 4 năm 1999 là một trong hai khoa lớn nhất của trường Đại học Ngoại thương. Năm 2014, FBA Elite Association là tổ chức sinh viên trực thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương. Sứ mệnh của FBA Elite là không chỉ tổ chức các chương trình, sự kiện cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh mà còn hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cũng như giúp đỡ sinh viên trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao các kỹ năng cần thiết. Mới đi vào hoạt động chỉ hơn 1 năm, nhưng Elite Career Center tự hào là cầu nối tạo điều kiện cho hơn 600 sinh viên có cơ hội giao lưu trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành hoạt động trong nhiều công ty đa quốc gia như Procter & Gamble, Unilever, PepsiCo và rất nhiều công ty khác. Với mục đích là trung tâm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, Elite Career Center ra đời với hai sự kiện được tổ chức thường xuyên hàng tuần là Elite Sharing và Elite Workshop. Đáp ứng nhu cầu học hỏi ngày càng cao của các bạn sinh viên, hai hình thức giàu tính tương tác trên đã mang lại nhiều lợi ích tiên tiến hơn so với các hình thức chia sẻ tập thể truyền thống. Các bạn sinh viên trong buổi cà phê này thì các bạn tương tác với chương trình tích cực hơn, hỏi hỏi sâu sắc hơn và thực sự đến với chương trình. Nói chung lại thấy chương trình này ít nhưng rất là chất. Điều anh thấy nhất là các bạn rất thông minh. Anh nhận thấy là những thứ hôm nay còn học bài cũng chính là thứ mà các bạn sẽ phải học bài trong quá trình của mình cũng như là một thời gian dài. Nhận được rất nhiều lời khen ngợi, phản hồi tốt không chỉ từ các doanh nghiệp, các thầy cô mà còn từ các bạn sinh viên tham gia, Elite Career Center đang từng bước hiện thực hóa con số 16 buổi Elite Sharing và 9 buổi Workshop trong năm nay. Mình đã tham gia 2 buổi Sharing về chủ đề này do FBA Elite tổ chức. Điều gây ấn tượng nhất cho mình đó chính là mình đã có cơ hội được networking với các anh chị có kinh nghiệm đặc biệt về lĩnh vực này, khiến cho mình có một cái trải nghiệm mà thật sự không thể nào quên. Sau 2 năm thì cô cho rằng là FBA Elite đã có một sự trưởng thành vô cùng là đáng kinh ngạc. FBA Elite hỗ trợ rất là đáng được cho khoa, trong các chương trình ngoại khóa, trong các việc đào tạo, các kỹ năng mềm cho sinh viên. FBA Elite là một tổ chức hội mà có thể nói là có rất nhiều ý tưởng sáng tạo để có thể phát triển được cộng đồng sinh viên. Rất mong rằng là câu lạc bộ bước đầu thì có thể là hoạt động nó còn ở mức độ nhất định nào đó, nhưng mà hy vọng là trong tương lai nó sẽ là một cái cầu nối rất là quan trọng giúp cho sự kết nối giữa sinh viên với lại các doanh nghiệp, giúp với nhà trường với các doanh nghiệp. Bên cạnh những hoạt động định hướng nghề nghiệp của Elite Career Center, FBA Elite còn tổ chức nhiều sự kiện phục vụ lợi ích của các bạn sinh viên cũng như các doanh nghiệp đối tác như cuộc thi toàn quốc Wilma CLV Award 2015 và 2016 đang diễn ra với giải thưởng lên đến 300 triệu đồng tiền mặt. Tự hào với những thành tựu được công nhận, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng cố gắng để vươn cao hơn, xứng đáng là một trung tâm định hướng nghề nghiệp cho tất cả sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. FBA Elite, Explore the Line Inside You.